Nghệ sĩ Hà Duy Phương và ba bóng hồng bên cạnh cuộc đời. Trong tập 10 của Sao Anh Hào Quang, nghệ sĩ Lê Giang bất ngờ tiết lộ từng bị chồng cũ đánh đập, bạo hành đến mức vứt xuống cầu thang, khiến cho danh hài Duy Phương phải gánh chịu những lời chỉ trích nặng nề. Trước sự việc này, Duy Phương bức xúc cho hay: "Tôi không phải là súc vật mà đánh vợ của tôi như vậy. Nghe Lê Giang nói trên truyền hình, tôi chỉ muốn chết ngay." Ông thậm chí còn đề cập đến việc khởi kiện Sao Anh Hào Quang vì những tổn thương mà chương trình mang lại cho bản thân và gia đình. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, diễn viên Hải Lý, vợ đầu của nghệ sĩ Duy Phương, cũng đã có những chia sẻ về câu chuyện, đồng thời tiết lộ nhiều góc khuất trong mối quan hệ của ba người ở quá khứ. Vợ đầu Duy Phương tiết lộ Lê Giang là người thứ ba. Ít người biết Hải Lý và Duy Phương từng có cuộc sống hôn nhân 18 năm. Đến năm 1993, họ ly hôn. Có tin đồn nghệ sĩ Duy Phương ly hôn người vợ đầu vì cô không thể sinh được con. Song diễn viên Hải Lý khẳng định đây chỉ là một phần khiến cho hôn nhân của chị và Duy Phương đổ vỡ. Nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của người thứ ba, Lê Giang. Điều này chính là Lê Giang cũng từng lên tiếng thừa nhận. Diễn viên Hải Lý chia sẻ trên báo Dân Việt, có một lần chị và Lê Giang xô xát tại nhà riêng của mẹ ruột của Duy Phương. Khi đó Duy Phương dẫn Lê Giang về nhà sinh sống. Có thể Lê Giang không được lòng mẹ Duy Phương vì bản tính hung dữ, nên bà bảo tôi qua làm mọi cách để đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Trước khi đến, tôi có gửi một bản tường trình cho công an quận Bình Thạnh và thông báo chồng có hôn thú nhưng đang chứa chấp một người phụ nữ khác tại nhà riêng. Thú thật lúc đó, tôi cũng muốn làm cho ra chuyện vì cảm thấy mẹ chồng chịu đựng không nổi và bản thân cũng khá nóng vội. Khi ấy có mẹ chồng chứ một mình tôi không bao giờ đụng chạm đến chuyện của ai. Khi tôi vừa đến nhà mẹ của Duy Phương và hỏi chuyện, thì Lê Giang nhào vào đánh tôi. Sau đó công an phường xuống giải quyết và mời mọi người lên trụ sở lập biên bản. Diễn viên Hải Lý cho biết, sau đó có một chương trình biểu diễn tại Hà Nội, nhưng Duy Phương không cho Hải Lý đi mà dẫn Lê Giang đi cùng. Khi đó ca sĩ Ngọc Sơn đã gọi Hải Lý ra Hà Nội đánh ghen, nhưng chị không đi. Đến ngày Duy Phương về, Hải Lý cầm sẵn đơn ly hôn và mời ông lên tòa án. Tôi không ngần ngại chấm bút ký một cách nhanh chóng. Về nhà ông ấy khóc lóc, hứa sẽ từ bỏ để làm lại từ đầu. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, chị cho hay. Từ đó đến nay, chuyện đã xảy ra hơn 25 năm, Hải Lý không còn trách cứ, oán hận Lê Giang. Nhưng chị chia sẻ, nếu chị còn sống với Duy Phương thì mọi chuyện đã khác. Sau khi ly hôn với diễn viên Hải Lý, nghệ sĩ Duy Phương đến với Lê Giang, họ có với nhau hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài đến năm 1999 vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Hiện tại nghệ sĩ Duy Phương đang sống với người vợ thứ ba ngoài 40 tuổi, tên là Nguyễn Thị Thơm, cùng hai cậu con trai là bé Duy Thọ 14 tuổi và Duy Bách 8 tuổi. Nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ, ông quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn. Lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì cả. Chỉ đến khi cuộc sống gia đình của ông đổ vỡ, họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Người vợ hiện tại của Duy Phương là người quê Hậu Giang, sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ đã chăm sóc, cứu mang Duy Phước và Lê Lập suốt nhiều năm qua. Bà xã Duy Phương hiện đang phụ giúp ông trong công việc kinh doanh. Trong gia đình còn duy nhất bé Duy Bách vẫn đang đi học. Duy Thọ đã nghỉ học từ giữa học kỳ năm lớp 7 để theo học nghề diễn của ba và giúp đỡ người thân việc làm ăn hàng ngày. Gia đình của Duy Phương có cuộc sống bình thường cho đến khi tập 10 của Sao Ánh Hào Quang phát sóng. Những chia sẻ của Lê Giang trên sóng truyền hình đã ảnh hưởng rất lớn đến Duy Phương, khiến cho cuộc sống của gia đình ông rơi vào cảnh khốn đốn. Những ngày qua Duy Phương mất ăn mất ngủ, công việc buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quán ăn ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh của ông bỗng dưng vắng khách, hàng xóm đi qua bàn tán xôn xao. Chỉ đến khi Duy Phương lên tiếng giải thích, công việc kinh doanh của ông mới dần ổn định trở lại. Trong lúc Duy Phương gặp scandal với Lê Giang, người vợ thứ ba của nam nghệ sĩ vẫn hết mực tin tưởng ở bên cạnh chăm sóc cho ông xã và gia đình. Trong một buổi phỏng vấn, Duy Phương đã chia sẻ với người vợ gắn bó. Trong nhiều năm qua, tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn. Lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm, ví dụ như hai người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có cảm tình. Còn tình yêu của tôi rất ngộ và đột biến, họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cưu mang hai đứa con trước của tôi, Duy Phước và Lê Lộc. Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn. Bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp. Tuy cùng cha khác mẹ và cách nhau nhiều tuổi, nhưng các con của Duy Phương đều rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau.
Ngoài Duy Phước và Lê Lập thì cậu con trai Duy Thọ, con chung của người vợ thứ ba, cũng xuất hiện trong bức ảnh hiếm hoi mà Duy Phương và Lê Giang chụp chung với nhau. Duy Phương không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, nghệ sĩ Duy Phương đã làm việc với luật sư về quyết định khởi kiện chương trình. Sau ánh hào quang về những thông tin một chiều trong cuộc trò chuyện giữa Lê Giang đã khiến cho ông trở thành nạn nhân của sự chỉ trích, cuộc sống bị đảo lộn. Tuy nhiên, sau một đêm mất ngủ suy nghĩ, Duy Phương cho hay ông không muốn vợ cũ phải đối mặt với pháp luật. Ông tâm sự, báo chí đã liên lạc hỏi tôi rất nhiều từ hôm qua đến nay về việc tôi sẽ đâm đơn kiện hoặc là không. Đến giờ phút này tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Tôi cho rằng mình vẫn tiếp tục hy sinh để không làm khổ hơn những người có liên quan, nhất là hai con của tôi. Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật khi mà con trai tôi, Duy Phước đã nói. Qua nay mẹ Lê Giang cứ ngồi khóc, không thiết tha ăn uống, không làm được gì cả. Nghệ sĩ Duy Phương cho hay, giờ ông chờ đợi động thái tích cực từ phía chương trình sau ánh hào quang. Ông không cần họ xin lỗi mình, nhưng họ phải xin lỗi công chúng, xin lỗi những người đã xem chương trình. Sau khi Duy Phương bày tỏ suy nghĩ này, Lê Lộc, con gái ông, đã chia sẻ rằng cô tự hào về cha. Và ở thời điểm này, chính ông là người đã đỡ lấy mẹ cô. Lê Lộc viết trên trang cá nhân, sau khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, bà nói với hai anh em rằng ba sẽ chết nếu như mọi chuyện không rõ ràng. Ngày tiếp theo, khi mọi thứ đang đẩy mẹ xuống vực, mẹ nói với bà ngoại có biết sẽ sống nổi nữa không. Và cuối cùng hai anh em định chết trước vì quá áp lực dư luận và áp lực gia đình. Nhưng cho đến hiện tại gia đình em vẫn giữ vững dân số, tuy cũng có phần trọng thương. Phần công.
từ buổi xem nhạc. Giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nao nao, tựa như giấc mơ hồn nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn mà sao em vẫn như không thay để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách là diều bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ? Đành ngón mũi tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ giao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không thay để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng. Em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách là diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ? Đành ngón mũi tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em tiếp sau ta gặp nhau. Đành ngón mũi tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em tiếp sau ta gặp nhau. Hẹn em tiếp sau ta gặp nhau. Trời xui đây mà duyên kia.
Giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nao nao, tựa như giấc mơ hồn nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ đâu ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ. Một cách nhanh chóng, về nhà ông ấy khóc lóc, hứa sẽ từ bỏ để làm lại từ đầu. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, chị cho hay. Từ đó đến nay chuyện đã xảy ra hơn 25 năm, Hải Lý không còn trách cứ, oán hận Lê Giang. Nhưng chị chia sẻ, nếu chị còn sống với Duy Phương thì mọi chuyện đã khác. Sau khi ly hôn với diễn viên Hải Lý, nghệ sĩ Duy Phương đến với Lê Giang, họ có với nhau hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài đến năm 1999 vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Hiện tại nghệ sĩ Duy Phương đang sống với người vợ thứ ba, ngoài 40 tuổi, tên là Nguyễn Thị Thơm, cùng hai cậu con trai là bé Duy Thọ 14 tuổi và Duy Bách 8 tuổi. Nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ, ông quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn. Lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì cả. Chỉ đến khi cuộc sống gia đình của ông đổ vỡ, họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Người vợ hiện tại của Duy Phương là người quê Hậu Giang, sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ đã chăm sóc, cứu mang Duy Phước và Lê Lập suốt nhiều năm qua. Bà xã Duy Phương hiện đang phụ giúp ông trong công việc kinh doanh. Trong gia đình còn duy nhất bé Duy Bách vẫn đang đi học,
Duy Thọ đã nghỉ học từ giữa học kỳ năm lớp 7 để theo học nghề diễn của ba và giúp đỡ người thân việc làm ăn hàng ngày. Gia đình của Duy Phương có cuộc sống bình thường cho đến khi tập 10 của Sao Ánh Hào Quang phát sóng. Những chia sẻ của Lê Giang trên sóng truyền hình đã ảnh hưởng rất lớn đến Duy Phương, khiến cho cuộc sống của gia đình ông rơi vào cảnh khốn đốn. Những ngày qua Duy Phương mất ăn mất ngủ, công việc buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quán ăn ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh của ông bỗng dưng vắng khách, hàng xóm đi qua bàn tán xôn xao. Chỉ đến khi Duy Phương lên tiếng giải thích, công việc kinh doanh của ông mới dần ổn định trở lại. Trong lúc Duy Phương gặp scandal với Lê Giang, người vợ thứ ba của nam nghệ sĩ vẫn hết mực tin tưởng ở bên cạnh chăm sóc cho ông xã và gia đình. Trong một buổi phỏng vấn, Duy Phương đã chia sẻ với người vợ gắn bó: "Trong nhiều năm qua, tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn. Lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm. Ví dụ như hai người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có cảm tình. Còn tình yêu của tôi rất ngộ và đột biến. Họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cứ mang hai đứa con trước của tôi, Duy Phước và Lê Lộc. Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn. Bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp. Tuy cùng cha khác mẹ và cách nhau nhiều tuổi, nhưng các con của Duy Phương đều rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Ngoài Duy Phước và Lê Lộc thì cậu con trai Duy Thọ, con chung của người vợ thứ ba, cũng xuất hiện trong bức ảnh hiếm hoi mà Duy Phương và Lê Giang chụp chung với nhau. Duy Phương không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, nghệ sĩ Duy Phương đã làm việc với luật sư về quyết định khởi kiện chương trình Sao Ánh Hào Quang. Bởi những thông tin một chiều trong cuộc trò chuyện giữa Lê Giang đã khiến cho ông trở thành nạn nhân của sự chỉ trích, cuộc sống bị đảo lộn. Tuy nhiên, sau một đêm mất ngủ suy nghĩ, Duy Phương cho hay ông không muốn vợ cũ phải đối mặt với pháp luật. Ông tâm sự: "Báo chí đã liên lạc hỏi tôi rất nhiều từ hôm qua đến nay về việc tôi sẽ đâm đơn kiện hoặc là không. Đến giờ phút này tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Tôi cho rằng mình vẫn tiếp tục hy sinh để không làm khổ hơn những người có liên quan, nhất là hai con của tôi. Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật khi mà con trai tôi, Duy Phước đã nói. Qua nay mẹ Lê Giang cứ ngồi khóc, không thiết tha ăn uống, không làm được gì cả." Nghệ sĩ Duy Phương cho hay, giờ ông chờ đợi động thái tích cực từ phía chương trình Sao Ánh Hào Quang. Ông không cần họ xin lỗi mình, nhưng họ phải xin lỗi công chúng, xin lỗi những người đã xem chương trình. Sau khi Duy Phương bày tỏ suy nghĩ này, Lê Lộc, con gái ông, đã chia sẻ rằng cô tự hào về cha.
và ở thời điểm này chính ông là người đã đỡ lấy mẹ cô. Lời Lộc viết trên trang cá nhân, sau khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, bà nói với hai anh em rằng ba sẽ chết nếu như mọi chuyện không rõ ràng. Ngày tiếp theo, khi mọi thứ đang đẩy mẹ xuống vực, mẹ nói với bà ngoại không biết sẽ sống nổi nữa không, và cuối cùng hai anh em định chết trước vì quá áp lực dư luận và áp lực gia đình. Nhưng cho đến hiện tại gia đình em vẫn giữ vững dân số, tuy cũng có phần trọng thương. Nghệ sĩ Hà Duy Phương và ba bóng hồng bên cạnh cuộc đời. Trong tập 10 của Sao Anh Hào Quang, nghệ sĩ Lê Giang bất ngờ tiết lộ từng bị chồng cũ đánh đập, bạo hành đến mức vứt xuống cầu thang, khiến cho danh hài Duy Phương phải gánh chịu những lời chỉ trích nặng nề. Trước sự việc này, Duy Phương bức xúc cho hay: "Tôi không phải là súc vật mà đánh vợ của tôi như vậy. Nghe Lê Giang nói trên truyền hình, tôi chỉ muốn chết ngay." Ông thậm chí còn đề cập đến việc khởi kiện Sao Anh Hào Quang vì những tổn thương mà chương trình mang lại cho bản thân và gia đình. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, diễn viên Hải Lý, vợ đầu của nghệ sĩ Duy Phương, cũng đã có những chia sẻ về câu chuyện, đồng thời tiết lộ nhiều góc khuất trong mối quan hệ của ba người ở quá khứ. Vợ đầu Duy Phương tiết lộ Lê Giang là người thứ ba. Ít người biết Hải Lý và Duy Phương từng có cuộc sống hôn nhân 18 năm. Đến năm 1993, họ ly hôn. Có tin đồn nghệ sĩ Duy Phương ly hôn người vợ đầu vì cô không thể sinh được con. Song diễn viên Hải Lý khẳng định đây chỉ là một phần khiến cho hôn nhân của chị và Duy Phương đổ vỡ. Nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của người thứ ba, Lê Giang. Điều này chính là Lê Giang cũng từng lên tiếng thừa nhận. Diễn viên Hải Lý chia sẻ trên báo Dân Việt, có một lần chị và Lê Giang xô xát tại nhà riêng của mẹ ruột của Duy Phương. Khi đó Duy Phương dẫn Lê Giang về nhà sinh sống. Có thể Lê Giang không được lòng mẹ Duy Phương vì bản tính hung dữ, nên bà bảo tôi qua làm mọi cách để đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Trước khi đến, tôi có gửi một bản tường trình cho công an quận Bình Thạnh và thông báo chồng có hôn thú nhưng đang chứa chấp một người phụ nữ khác tại nhà riêng. Thú thật lúc đó, tôi cũng muốn làm cho ra chuyện vì cảm thấy mẹ chồng chịu đựng không nổi và bản thân cũng khá nóng vội. Khi ấy có mẹ chồng chứ một mình tôi không bao giờ đụng chạm đến chuyện của ai. Khi tôi vừa đến nhà mẹ của Duy Phương và hỏi chuyện, thì Lê Giang nhào vào đánh tôi. Sau đó công an phường xuống giải quyết và mời mọi người lên trụ sở lập biên bản. Diễn viên Hải Lý cho biết, sau đó có một chương trình biểu diễn tại Hà Nội, nhưng Duy Phương không cho Hải Lý đi mà dẫn Lê Giang đi cùng. Khi đó ca sĩ Ngọc Sơn đã gọi Hải Lý ra Hà Nội đánh ghen, nhưng chị không đi. Đến ngày Duy Phương về, Hải Lý cầm sẵn đơn ly hôn và mời ông lên tòa án. Tôi không ngần ngại chấm bút ký.